tượng đánh shipper gãy hai tay khai nghi ngờ shipper lấy dây chuyền. Do nghi ngờ shipper lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông Trương Đình Nhạc đã dùng tuyếp sắt đánh shipper gãy hai tay. Ngày 22 tháng 2, Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết bị can Trương Đình Nhạc, 44 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi khai sau khi bị ông đánh, shipper đã trốn sang nhà hàng xóm. Khi ông tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu shipper đặt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết, lời khai ông Nhạc. Shipper Lâm Anh Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạc dùng tuyếp sắt, vợ dùng ghế đánh anh thì không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền. Sáng ngày 20 tháng 2, công an huyện Tư Nghĩa cũng hỏi tôi về việc này nhưng tôi khẳng định không hay biết chuyện mất dây chuyền, mà chỉ nói chuyện thu phí ship hàng và ông Nhạc đánh tôi. Vì lúc vợ ông ấy chạy ra dùng ghế đánh tôi, có thể đã tự làm rơi dây chuyền, anh Đạt kể. Shipper Đạt khẳng định mình bị hành hung là lúc 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2. Anh đến nhà ông Nhạc để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng, 200.000 đồng tiền đơn hàng, 30.000 đồng tiền ship. Sau khi mở kiện hàng ra xem, ông Nhạc đã từ chối nhận hàng. Shipper Đạt sau đó gọi điện cho người bán thông báo và đưa điện thoại cho ông Nhạc nói chuyện với người bán. Kết thúc cuộc nói chuyện, người bán yêu cầu tôi thu 30.000 đồng phí giao hàng để chuyển kiện hàng về cho họ. Ông Nhạc không chịu trả 30.000 đồng cho tôi nên hai bên nói qua nói về. Ông Nhạc nói, mày tin tao đánh mày luôn không? Lúc tôi đang cuộc lại hai cây hoa đỗ quyên trở về, ông Nhạc đã đá vào đầu, dùng tay, bình hoa đánh túi bụi vào người tôi, shipper Đạt kể. Theo lời shipper Đạt, vì bị đánh vô cớ nên phản ứng và có đánh trả ông Nhạc. Sau đó, ông Nhạc hô lớn, người vợ chạy từ trong nhà ra kéo cửa cổng rồi chồng dùng tuyếp sắt, vợ dùng hai ghế inox đánh tôi. Tôi chỉ còn biết chống đỡ, khi cảm thấy hai tay đau đớn, tôi cố vùng lên bỏ chạy qua nhà hàng xóm lẩn trốn. Lúc lẩn trốn, tôi nghe ông Nhạc cầm dao đi tìm, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên đã đi vòng đến công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc. Tôi đứng ngoài sân giao hàng từ đầu đến cuối có ông Nhạc ở đó thì lấy dây chuyền bằng cách nào và cũng không biết vợ ông có đeo dây chuyền hay không, shipper Đạt kể thêm. Đến 14 giờ cùng ngày, shipper Đạt được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Kết quả X quang cho thấy anh Đạt bị gãy cả hai tay. Do vết thương nặng nên gia đình chuyển anh đến bệnh viện quân y C17 Đà Nẵng để mổ và cố định xương bị gãy. Hiện shipper Đạt đang điều trị tại bệnh viện sau ca mổ. Ngày 20 tháng 2, tổ công tác công an huyện Tư Nghĩa đã đến bệnh viện quân y C17, làm việc và cùng với trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh Đạt. Kết quả anh Đạt bị thương tật 24%. Cơ quan điều tra công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trương Đình Nhạc để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.